Mình bắt đầu đọc nhé. Hôm trước là đang nói đến cái quy luật gì 2 phút đấy đúng không? Cái này nó vẫn đang thuộc là Yasashiku Suru. Lại nhớ lại, ôn lại cũ bài cũ một tí là nó có bao gồm 4 bước. Thì mình đang làm đến cái bước đầu là gì? Bốn cách à? 4 cách để biến thành thói quen. Thứ nhất là Hakiri Saseru. Thứ hai là gì? Miruku Nisuru. Thứ ba là Yasashiku Suru. Thì mình đang nói đến cái phần là Yasashiku Suru, đúng không? Thì là hôm nay mình sẽ đọc tiếp cái đoạn mà Yasashiku, thì nó sẽ bao gồm là không tốn nỗ lực, đúng không? Có hôm trước là mấy cái chương trước là mình đã học về cái việc là làm thế nào để không không tốn quá nhiều sự nỗ lực, tại vì là bản chất con người sẽ đi tìm những cái gì nó dễ dàng, không mất nhiều công sức. Thì bây giờ mình sẽ đọc đến cái chương số 13 là gì, cái phương pháp để tránh cái sự trì hoãn bằng cái quy tắc gọi là 2 phút. Ni phường cần cái quy tắc 2 phút này. Chi sắc cử hajime beki đã tô wakate te mo tsui o kiku hajime te shimai ya sui mono da. Cho dù là bạn biết rằng cần phải bắt đầu bằng những cái thứ rất là nhỏ, nhưng mà cuối cùng thì tsui bạn lại lỡ bắt đầu bằng một cái thứ rất là lớn. Cái từ mono ở đây là thông thường là như vậy. Thông thường là chúng ta ai cũng biết là nên bắt đầu từ những cái việc rất là nhỏ, nhưng mà ai cũng sẽ đang bắt đầu bằng những cái việc rất là lớn này. Kawaritai to yume miteru toki wa dou shitemo kyofun ga osierarezu o sugiru koto o haya sugiru tsuki ni shitaku naru. Khi mà mình vẽ ra được cái bức tranh mà mình muốn thay đổi thì kiểu gì thì kiểu bạn cũng không thể nào khống chế được cái cảm xúc của mình hay là cái sự hưng phấn của mình, và bạn và gì bạn sẽ muốn cái thời gian, bạn sẽ muốn làm cái jiki là cái thời kỳ, bạn sẽ ni sắc cự na được là bạn sẽ muốn biến cái thứ cái ô ô sugiru koto nhỉ, bạn sẽ muốn muốn làm gì, muốn ố này ní sư đự này ố này, nhưng mà dịch thế nào, ố này cậu ấy ní sư đự này, thì bạn sẽ muốn làm một cái điều quá lớn quá nhiều vào cái thời kỳ. Không dịch dịch nào cả nhà. Ý nói là kiểu là mình không thể khống chế được cái cảm xúc của bản thân khi mà mình nhìn thấy cái giấc mơ mà mình muốn thay đổi. Sau đó là mình sẽ muốn là Tức là mình muốn làm nhiều thứ trong cái thời gian mà ngắn nhất ý. Kiểu kiểu thế. muốn làm nhiều thứ trong thời gian ngắn nhất, chính xác. Đúng không? Hayasugiru jiki đúng không? Chính xác rồi. Muốn làm nhiều thứ trong cái khoảng thời gian, cái jiki đúng không? Cái thời gian ngắn nhất, chính xác. Koyuse ko o yawarageru. Yawarageru no ni motomo kokatiki na hohou wa 2 funkan. Ruru o tsukau koto de aru. Là cái phương pháp hiệu quả nhất để mà làm hài hòa cái khuynh hướng này. Cái khuynh hướng này là cái khuynh hướng mà vừa dịch đấy, là quy tắc sử dụng quy tắc 2 phút. Đó là cái quy tắc được mang tên là trong ngoặc đây, là khi mà mình bắt đầu một thói quen mới thì mình sẽ ní sư dự đúng không, mình sẽ làm nó với làm cái điều đó trong cái khoảng thời gian là 2 phút. Hô bộ dona siêu càng đến một ni phường càng bao giờ ní sukuso để kỳ được. Cho dù bất kể thói quen nào thì đều có thể gì nhỉ, sukuso là thu nhỏ hoặc là rút rút gọn đúng không, rút gọn nó thành các cái version trong khoảng thời gian 2 phút. Nệ gì nhỉ? Ví dụ như là đọc sách trước khi đi ngủ vào mỗi tối thì là mình sẽ đọc một trang này, tức là ở đây mình sẽ là quá cộng với ní nhá, thì là sẽ là ní sư đự ấy hoặc là ní yêu mự nhá. Gọi là cái việc mình sẽ biến cái việc đọc sách trước khi đi ngủ thành là đọc một trang giấy này, mình sẽ biến 20 30 phút tập yoga thành cái việc là thành cái version nhỏ hơn ấy, thành cái version 2 phút ấy, nó chính là lấy ra cái thảm yoga này. Mình sẽ biến cái việc là học việc học ấy
là thành một cái version nhỏ hơn trong khoảng 2 phút, đó là mở cái quyển vở ra này. Gì gặp mà sen takemono tatamu một rủi thề luôn các bạn, chị rất hay để quần áo ở trước cái tủ ấy mà phải 1 2 hôm chị mới gặp ấy. Trời đất ơi, cái thói quen xấu của tôi là gì, gặp quần áo đúng không, thì lại cái việc mình sẽ biến cái việc gặp quần áo thành cái việc là gặp một đôi tất. Tiếp đến là gì đây, chạy 5 km thì mình sẽ biến nó thành là gì, chia nhỏ nó thành gì, sukuso nhé, nó vẫn là sukuso nhé, thu nhỏ nó thành là buộc cái dây giày chạy thôi. Kore wa shiu kawa dekiru dake hajime yasuku suru tame no idea. Đó chính là các cái ý tưởng để mà có thể bắt đầu một cách dễ dàng trong khả năng có thể. Đúng không? Đó chính là cái ý tưởng để mà biến cái thói quen, hoặc là để có thể bắt đầu cái thói quen trong khả năng có thể. Ippun kan no meiso ya ichi peiji no dokuso issoku no kutsushita o tatamu koto nara dare ni demo dekiru, dare ni demo dekiru đúng không? Nara này, nếu như là ai thì cũng có thể làm được đúng không? Soste sude ni nobeta yo ni kore wa kyoroku na senraku da, chiến lược rất là hiệu quả, vô cùng là hiệu quả. Giống như là tôi đã giải thích lúc trước thì đây là chiến lược vô cùng hiệu quả. Itan lại, bắt gặp lại, cái này với các bạn lần thứ 6 chưa? Nếu như mà một khi mà đã bắt đầu đúng thì là nó sẽ rất dễ dàng để có thể duy trì và tiếp tục này. Lý do của cái việc là đó là một cái chiến lược rất là hiệu quả, bởi vì rằng là kara đúng không? Bởi vì là một khi đã bắt đầu đúng thì mình sẽ dễ dàng duy trì được này. Atarashi shuukan ga silen no yo ni kanjirai de yo dewa ikenai, không được phép đúng không? Có là không thể nào mà đúng không? Có là những cái thói quen mới ấy, thì là sẽ không thể nào cảm thấy rằng là nó như là một thử thách bằng cái cách như vậy. Có là bằng cái cách là mình bắt đầu một cách rất là nhỏ thế như thế, thì là những cái thói quen mới nó sẽ không thể nào mà được cảm nhận giống như là một cái thử thách cả. Ato ni tsuzuku kodo wa taihen kamo shirenai ga sai số nộ ni phường càng quá nha sa si mono đeo được bê kỳ đà, là gì, chúng ta nên nọ thế kia đấy. Sau đó a tụ ní, mặc dù là sẽ gì nhỉ, mặc dù là cái hành động để duy trì để tiếp tục ấy thì nó sẽ rất là vất vả, nhưng trong 2 cái phút đầu ấy thì nó sẽ rất là dễ dàng đúng không? Nhưng mà đây nó sẽ là có là đeo được bê kỳ nhá, đeo được bê kỳ là nên cái nọ thế kia, gọi là mặc dù là cái khoảng thời gian sau đó thì cái hành động để tiếp tục duy trì thì nó sẽ rất là tai hên, nhưng mà nên, chúng ta nên đúng không, chúng ta nên để cái thời gian 2 phút lúc đầu là cái khoảng thời gian dễ dàng, là một cái thứ rất là dễ dàng. Nhớ là cái từ đế a bê kỳ nhá, là nên để, là tại vì đế a thì nó bằng với đẹp mà đúng không, nó bằng với đẹp nhưng mà nó chuyển nó thành động từ ấy, thì để nó nối với cái từ b kia ở đằng sau rồi này. Nhưng mà bản chất cái câu này nó là câu danh từ, có là a là b, có là gì, cái khoảng thời gian 2 phút đấy là cái khoảng thời gian dễ dàng, nhưng mà nó thêm b kia ở đây mình sẽ hiểu là gì, nên để cái khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian dễ dàng đấy. Anata ni hichiyou na no wa motto seisanteki na michi e to michibite kureru irigichi no shuukan de aru. Lại thấy danh từ vậy, câu này là câu danh từ đi, là cái thứ mà cần thiết cho bạn, nó là cái thói quen bước đầu để dẫn dắt bạn tới một cái con đường mang tính sản xuất hơn, là mang tính hiệu quả hơn, một cái con đường hiệu quả hơn, một cái con đường seisanteki hơn, nữa là hiệu quả hơn đúng không? Tiếp này. Mục tiêu をとても安いからとても難しいまで細かく分ければ望ましい結果へと導いてくれる人、入り口の習慣とは何かが分かるだろう。とは何かだろう。Phải, chắc là các bạn cũng sẽ biết được rằng như thế. Tiếp đến là wakareba. Nếu như mà bạn chia nhỏ các cái mục tiêu của mình từ rất dễ cho tới rất khó thì là bạn
Bạn sẽ biết được rằng là cái thói quen Irikuchi, cái thói quen ban đầu có thể giúp bạn dẫn tới cái kết quả như mong muốn là gì, phải không nào? Đúng không? Ví dụ như là cái việc mà chạy marathon thì là rất khó đúng không? Thì nó chính là totemo muzukashi đấy, mục tiêu đấy. Thì là cái việc mà chạy 5 km rất khó, nhưng mà cái gì? Cái việc mà chạy 10.000 bước thì là khó vừa. Cái việc mà chạy 10 phút thì là sẽ dễ, và cái gì đấy, cái việc mà hắc cự, cái việc mà đi đi giày thì nó sẽ rất là dễ, đúng không? Như vậy là mình sẽ chia cái thói quen chạy bộ ra, cái thói quen marathon ra thành các cái mức độ từ rất dễ cho đến rất khó. Rất dễ của mình ở đây nó chính là running gu siêu hắc cự, tiếp đến là đến vừa, đúng không? Vừa ở đây nó chính là ichiman hô Aruku no wa đây, đúng không? Còn cái việc rất khó là chạy 5 km là totemo muzukashi, thì là mục tiêu của mình nó sẽ là gì? Mục tiêu của mình sẽ là chạy marathon. Nhưng mà cái thói quen bước đầu của mình nó phải là đi dây giày, đi đeo giày Koreoga, và nó chính là cái cách thức của cái quy tắc này. Speji doku so ya ippun no me so ikkai no sales de wa naru o ogesa ni tôi đoán nó là oxy tố càng ngày thì tôi mỗi đã đố chắc là có lẽ sẽ có rất nhiều người cho rằng là cái việc rất có rất là nhiều người nghĩ rằng là cái việc mà nắm bắt một cách quá đà, hay còn gọi là gì, mình coi hoặc là mình lấy hoặc đúng không, mình lấy hoặc là mình nắm bắt, mình cho những cái việc lấy coi những cái việc như là gọi điện thoại, một cú điện thoại, 1 phút thiền và một trang giấy, nó là một cái điều nó gọi là gì nhỉ? Ogesa là kiểu là gì nhỉ, là nó quá, tiếng Việt là gì, ogesa là kiểu làm cái gì nó cái gì nhỉ? Nhưng mà cái gì gì Phô trương phóng đúng rồi, phô trương, đúng rồi, cái từ phô trương, ogesa là phô trương, đúng không? Có làm mọi người sẽ nghĩ rằng là, rất là nhiều người nghĩ rằng là cái việc đấy nó là một cái, không phải, từ từ nói lại này, có lẽ là rất là nhiều người cho rằng là có lẽ là rất là nhiều người nghĩ rằng là mình sẽ rất là buồn cười đúng không, sẽ rất là nực cười nếu như mà nghĩ rằng là 1 phút thiền rồi một cuộc gọi điện thoại đấy là một cái điều quên tiếng Việt nó là gì nhỉ? Chị hiểu cái ý nhưng mà chị đang chưa nói được, là ví dụ như là sẽ không ai nghĩ rằng là cái việc này là một cái việc là quá đáng hoặc là quá là gì đó đúng không, nên ai cũng sẽ nghĩ rằng là cái, nếu như mà mọi người nghĩ rằng là những cái điều này là một cái điều rất là quá lên hoặc là điều rất là khó hoặc là khuynh trương hoặc là khuếch đại những cái điều lên thì không ai nghĩ như vậy đúng không, thế là rất là nhiều người nghĩ cái việc này là một, sẽ rất là buồn cười nực cười nếu như mà chúng ta nghĩ rằng những cái việc đấy là những cái việc rất là khó đúng không, kiểu thế. Thế nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là gì? Không phải là chúng ta thực hiện cái gì, mà là cái điều quan trọng ở đây đó là gì? Biến những cái thói quen đấy nó trở thành Arawa sư tự là biến những cái thói quen đấy nó trở thành những cái thể hiện ra bên ngoài. Trên thực tế thì cái thói quen là trước khi mà chúng ta cải thiện thói quen đúng không? Trước khi mà cải thiện thói quen, nâng cao thói quen thì ma dự thì các clip sự sina kể để bài kia này là mình sẽ phải tạo dựng cái thói quen đấy nữa, có là đầu tiên là mình phải các clip sự, sau đó thì mình mới cô dô sa xê được nó. Tiếp đến là gì, cái việc mà thể hiện sự chư ghen sa xê được là khiến cho cái thói quen đấy nó được thể hiện ra bên ngoài ấy. Thì cái kỹ năng cơ bản được gọi là thể hiện cái thói quen ấy thì là chúng ta sẽ cần phải trau dồi này, chúng ta sẽ cần phải tạo ra cái kỹ năng cơ bản đó là thể hiện cái thói quen đấy ra bên ngoài. Sau đó là gì? Hoka no samazama na koto o master dekinai daro, là nếu như mà chúng ta có thể trau dồi được cái kỹ năng đấy thì chúng ta sẽ không thể nào, nếu chúng ta không trau dồi được cái kỹ năng đấy thì chúng ta không thể nào master được cái các cái thứ khác. Hajime kara kanpeki na shi o kamo yari togeru yo to suru no dewa naku, không phải là chúng ta đạt được cái thói quen
hoàn hảo ngay từ đầu, mà chúng ta sẽ phải luôn luôn bắt đầu từ những cái điều dễ dàng. Sai tới cái cả ni sư được mai ni trước khi mà tối ưu hóa. Mai ni trước khi mà tối ưu hóa thì sẽ cần phải chuẩn bị, phải tiêu chuẩn hóa. Tiêu càng ngô chicken sa sư được qua giáo master sư được tô khi mà master cái kỹ năng khiến cho cái thói quen nó được thể hiện ra bên ngoài, thì 2 cái phút đầu tiên là cái nghi thức để mà bắt đầu cái routine rất là to lớn, đúng không? Trên thực tế có là 2 phút đầu đấy, nó chính là một cái nghi lễ để chúng ta bắt đầu một cái routine, một cái quy trình lớn phía sau. Jitsu wa kore wa tani shuukan o yasashiku suru kotsu devanaku yasashi skill o shuukan suru tame no riso tekina hohou da. Trên thực tế đây đây kore wa thì bắt buộc kết thúc bởi một danh từ. Trên thực tế thì là đây đều hóa nó cự không phải là cái cốt sự, là cái bí kíp để khiến cho thói quen trở nên dễ dàng, mà nó là cái cách lý tưởng để học tập các cái kỹ năng khó. Process no hajimari o gisuki ka dekiru hodo, càng gì hodo là càng các cái các gì nhỉ? Nghi thức hóa. Khi mà chúng tiếp đọc tiếp mà hichio nafka sẽ dễ dàng bước vào cái trạng thái tập trung sâu hơn, cần thiết để mà, đúng không, để mà làm những cái điều lớn. Có là khi mà chúng ta càng cái nọ càng cái kia, khi mà chúng ta càng nghi thức hóa những cái điểm bắt đầu của một cái quy trình ấy, thì chúng ta sẽ càng dễ dàng bước được vào cái trạng thái tập trung hơn, cái trạng thái cần thiết hơn để mà bắt đầu làm những cái điều khó. Undo no mai ni onaji om up, warm up là làm nóng. Nếu như mà mình làm nóng cơ thể cũng giống như là mình làm nóng cơ thể trước khi mà mình ân đô đấy, thì nếu như mà mình làm nóng cơ thể thì mình sẽ dễ dàng bước vào cái trạng thái có thể đạt được cái performance cao nhất này. Itsumono sozo tekina gisuki osureba, nếu mình tạo các cái nghi thức sáng tạo, luôn luôn tạo các cái nghi thức sáng tạo thì mình sẽ dễ dàng bắt đầu công việc khó mang tính sáng tạo. Khi mà bắt đầu cái công việc khó được gọi là sáng tạo, đúng không? Nếu như mà mình thực hiện cái nghi thức mang tính sáng tạo, cái này mình sẽ hiểu như thế nào nha, cái câu này mình phải hiểu như thế nào, các mọi người hiểu ý câu này không? Ví dụ như là trong cái buổi ngày hôm trước mình đọc một cái câu là gì, nếu như mà bạn có một cái câu là gì nhỉ, là cái người đấy là luôn luôn cái người đấy người ta cảm giác là sẽ tập trung được, tập trung học được khi mà người nghe, người ta đeo tai nghe và người ta nghe nhạc, đúng không? Thì là dần dần khi mà người ta cứ nghe nhạc và người ta đọc sách và người ta cảm thấy là người ta học một cách chăm chú hơn ấy, thì là cái nghi thức mà đeo cái tai nghe vào trong tai ấy, mặc dù không nghe nhạc ấy, nó chính là một cái nghi thức để dẫn tới một cái kết quả là chúng ta tập trung hơn, đúng không? Thì tương tự như vậy là nếu như mà chúng ta thực hiện một cái nghi thức mang tính sáng tạo, ví dụ như là mỗi lần mà mình sáng tạo mình viết nhạc chẳng hạn, trước khi mà mình viết nhạc chẳng hạn thì là mình sẽ bật nến thơm ra chẳng hạn, thì là cái nghi thức mà bật nến thơm đấy nó sẽ liên kết tới cái việc sáng tạo, đúng không? Thì cái này nó chính là cái ý đấy này. Nếu như mà mình thực hiện các cái nghi thức mang tính sáng tạo, ví dụ như là mình bật nến thơm này, mình nghe nhạc này, mình làm gì nhỉ, mình làm gì đấy, nói chung là tùy theo mình, thì là mỗi một lần mà mình sáng tạo thì là mình sẽ bắt đầu dễ dàng, mình sẽ bắt đầu làm cái công việc sáng tạo đấy nó dễ dàng hơn. À, tiếp đến là gì? Là nếu như mà mình tắt điện thoại, nhầm, không phải tắt điện chứ, tắt điện vào cái thời khắc, vào một cái thời điểm cố định nào đấy, kimata đây là quyết định, nhưng mà mình hiểu là quyết cố định nhá, là vào đúng cái thời điểm đấy thì là mình sẽ tắt điện chẳng hạn, thì là mình sẽ dễ dàng ngủ hơn vào mỗi buổi tối.
dễ bạn đi vào giấc ngủ hơn. Sube teno processo di đột cả sư tử nó mưu lý các mộ CD này cả. Tất cả các cái process thì rất là khó, có thể sẽ rất là khó mưu lý đúng không? Sẽ là khó để mà tự động hóa được tất cả các cái quy trình, nhưng mà cái hành động đầu tiên ấy thì là sẽ được thực hiện một cách vô thức phải không nào? Đúng không? Hầu hết tất cả các cái hành động đầu tiên thì đều làm theo vô thức. Hajime yasuku sureba ato wa katte ni tsuite kuru gì? Nếu như mà mình bắt đầu dễ dàng thì sau đó thì là mình sẽ katte ni tsuite kuru, nó sẽ tự động đúng không? Nó sẽ tự động tới. Khi mà bắt đầu một cách dễ dàng. Nếu mà bắt đầu một cách dễ dàng thì nó sẽ thì là các cái hành động ở phía sau ấy, cái a tội hóa ấy, các hành động phía sau thì nó sẽ tự động, nó cạt tê ní chơi tê cơ nó sẽ tự động đến, cầm cái điện thoại một phát luôn. Thế nên là cái gì cái ghi ski nhá, cái ghi ski của mình là cái việc cầm cái điện thoại lên đúng không, cái ghi ski là cầm điện thoại lên, và cái a tội hóa ở đây cạt tê ní chơi tê cơ là Facebook p gì hi đắc cự đúng không cả nhà, đấy nó là cái quy tắc đấy. Tiếp đến này, ni phun cảm rư rư no koto o toriku no ni kanjiru hito mo iru daro, phải chăng là sẽ có những cái người cảm thấy rằng là toriku là cái gì, có lẽ sẽ có những cái người nghĩ rằng là cái quy tắc 2 phút này là một cái mẹo hoặc là tiểu xảo mục, nhưng mà mục gì mục tiêu thực sự ở đây là ni phun cảm yori. Yori là thay vì 2 phút đấy thì là motto okina koto nano de jibun o damasu teru yō na ki ga suru kamo shirenai, là cái mục tiêu thực sự nó là lớn lao hơn 2 phút. Từ từ. Đây không phải chủ ngữ thật rồi. Có lẽ là mọi ở đây là gì, sẽ có những cái người cảm thấy rằng là đấy là một cái tiểu xảo mưu mẹo, và có thể họ sẽ cảm thấy rằng là lừa dối bản thân, bởi vì rằng là cái mục tiêu thực sự của mình không phải là 2 phút mà là những cái điều lớn lao hơn đúng không. Tiếp đến này, thế nên là cái câu đằng trước ở đây chủ ngữ của mình là hito này, nên là cái đoạn đằng cuối đây là kiga suru, nên là cái hông tô no mục ở đây nó không phải là chủ ngữ chính, mặc dù nó là hóa thật nhưng mà nó là chỉ chủ ngữ con của cái cụm ở bên trong này thôi. Đấy. Tiếp đến là ichpeji no dokuso ya ikai no udetate fusei ya no to hiraku koto o jissai ni nozonde iru hito nado dare mo inai, không ai là mong muốn, sẽ không có ai là mong, thực tế là sẽ không có ai mong muốn cái việc vở dở sách này, chống đẩy một lần này, rồi đọc sách một trang này, li sợ gì xin li tekina toric cự đà tô akat tế tế đô stệ hikaka đà rố, cho dù là bạn biết rằng là đó là một cái mưu mẹo mà cũng gọi là một cái thủ thuật mang tính tất tâm lý đi chăng nữa, nhưng kiểu gì thì kiểu thì cũng hikaka được đà rồ, kiểu gì thì kiểu thì cũng sẽ bị làm sao, bị dính mắc vào, hikaka được là dính mắc đúng không, kaka được là dính mắt. Vướng vào, dính mắc, rơi vào bẫy. Đúng rồi, cái từ này là rơi vào bẫy. Cho dù là bạn biết được rằng là đó là một cái mẹo tâm lý hoặc là một cái thủ thuật để mang tính chất tâm lý, nhưng mà thì hiểu rồi, chị dịch nhầm rồi cả nhà. Cái câu trên là gì, là không ai mong muốn, thực tế là không ai mong muốn dở sách ra cả, không ai mong muốn là chống đẩy một cái cả, mà cũng không ai mong muốn là đọc một trang sách cả, nhưng mà cho dù là mình biết rằng là đấy là một cái gì, một cái kỹ thuật về mặt tâm lý, nhưng mà thì nếu như đầu cái thử T ở đây là không phải là đấy, mà nếu như là bạn biết rằng đó là một cái mẹo về tâm, một cái thủ thuật về tâm lý, thì tại sao bạn lại bị mắc lừa đúng không? Đấy, có là hiểu ý không? Đấy, nếu như mà bạn nghĩ rằng là cái quy tắc 2 phút này nó là Kojitsuke thì mình chỉ cần làm 2 phút thôi là mình dừng, thì bạn thử gì, bạn hãy thử làm 2 phút đi rồi bạn dừng đi đúng không? Đấy, cái từ Kojitsuke này về cha này.
chắc đấy là cái mẹo thôi, hoặc là một cái thủ thuật gì thôi. Vu khống, ngụy biện. Nếu như mà bạn nghĩ rằng là cái quy tắc 2 giây này là ngụy biện thì là bạn làm 2 phút rồi bạn dừng đi, bạn thử xem đúng không? Thử làm như thế đi. Hashiri ni itte ni fungo ni kana, chắc chắn là bạn sẽ dừng sau 2 phút. Meso hajimete ni fungo ni, chắc chắn là bạn sẽ dừng sau 2 phút khi mà bắt đầu thiền, khi mà bắt đầu chạy. Rồi bạn sẽ học tiếng gì đó và bạn sau 2 phút thì bạn sẽ dừng này. Rồi tos de modewana cự, cái chiến lược để bắt đầu. Soredake o yatte mio. Đây không phải là một cái chiến lược để bắt đầu, mà hãy thử làm. Hãy chỉ đơn giản là làm như vậy thôi này. Cái thói quen này chỉ cần là bạn tiếp tục trong bạn chỉ cần tiếp tục trong gì? Duy trì trong 20 giây thôi. Bạn chỉ cần duy trì cái thói quen đấy trong 20 giây thôi cũng được. À, có nghĩa là gì? Nếu như có nghĩa là gì bạn đây không phải là một cái chiến lược để mà bắt đầu, mà chỉ cần là hãy thử làm kiểu như vậy đúng không? Có là không nhất thiết là phải 2 phút, mà mình cũng vẫn có thể là chỉ cần làm trong vòng 20 giây thôi cũng được. Watashi no kiji no dokusa wa kono hoho de. 120 giây cũng chính là 2 phút chị. Cái này nó chỉ đây 120 giây đấy chị. Bảo tại sao mà chị lại cứ ngờ ngợ. 120 giây là 2 phút mà, đúng không? Đúng không? 1 phút là 60 giây mà. Ừ đúng rồi. Là bạn chỉ cần duy trì cái thói quen đấy trong vòng 120 giây này. Những cái độc giả của tôi, độc giả của những cái bài viết của tôi thì làm sao đã giảm Genliosta, giảm cái phương pháp này 45 cây số Izomo Genliosta. Đọc tiếp nữa sao chị vẫn đang chưa bắt được mạch. Hajime no uchi wa mainichi jimu ni itta ga wo fun izo inai yo ni izo inai yo to zibun ni ikikaseta. Trong cái thời điểm bắt đầu thì là đã nói với bản thân mình rằng là sẽ mặc dù là đi tập gym hàng ngày, nhưng mà lúc đầu là sẽ nói với bản thân mình là không quá 5 phút. Khi mà đi tập gym thì là sẽ vận động trong khoảng 5 phút này. Khi mà hết thời gian đấy thì là trong khả năng có thể sẽ đi về nhà luôn này. Trong khoảng sau đó vài tuần thì anh ấy đã Mario Mite Omota, anh ấy đã nhìn xung quanh và nghĩ rằng là Soda Tonikaku itsumo koko ni kite run da. Soro soro mo sukoshi nagaku ite, nagaku ite mo ii kana. Có nghĩa là đã mất công, tonikaku là kiểu gì thì kiểu, thì cũng đã mất công đến đây rồi, nên là ở lại thêm tí nữa. Sunen go taishu wa migoto ni hette ita, là cái thể trọng, là cái cân nặng đã giảm xuống một cách tuyệt vời, đúng không? Sau vài năm thì đã giảm được cân nặng một cách rất là tuyệt vời. Là cái từ Genlio ở đây là giảm cân, là một cái độc giả của tôi thì đã dùng cái cách này để giảm tới 45 kg. Trong cái lúc đầu thì là chỉ nói với bản thân mình là chỉ có đi tập gym 5 phút thôi, đúng không? Nhưng mà sau đó thì là đã giảm được cân khi mà một thời gian sau thì với cái quy tắc như vậy. Niki o tsukeru koto mo ii le ni naru. Cái việc viết nhật ký thì cũng là một cái ví dụ tốt cho cái việc này này. Atama no naka ni aru kangae o toridashite kami ni kaku koto wa dare ni totte mo tame ni naru ga hotondo no hito wa suzitsu de akiramatari mattaku shinaku nattari suru. Là cái việc mà viết ra giấy tất cả cái suy nghĩ ở trong đầu ấy, thì đối với ai, mặc dù là dare ni totte mo tame ni naru ga, mặc dù là đó, cái việc mà viết những cái suy nghĩ của bản thân mình trong đầu ra ấy, thì nó sẽ là có ích cho bất kể ai. Cái từ tame ở đây là dành cho ai, còn gọi là có ích cho ai đấy nhá, có là vì mình đấy, đúng không? Vì ai đó ấy, đúng không? Có là có ích cho bất kể ai đó. Nhưng mà hầu hết mọi người thì đều sẽ từ bỏ trong vài ngày và sẽ không làm nó nữa.
Nikitsuke wa mendo ni omoeru, bởi vì rằng họ nghĩ rằng rất là phiền. Chizukeru kotsu wa shigoto no yō ni kanjirare nai, teru ni toromete oku koto de aru. Cái bí quyết để duy trì đó là gì? Đó là dừng lại ở cái mức độ là mình không cảm thấy rằng đó như là một công việc. Igirisu no leadership consultant no Gureda McKeown wa kakitai koto yori skunaku kaku koto de nikki o mainichi chikeru shūkan o mini chiketa to iu. Là cái ông đấy nhá, cái ông đấy là Constanto, là nhà tư vấn của các cái nhà lãnh đạo của Anh ấy, thì là đã nói rằng là đã trau dồi cái thói quen, hoặc là shūkan o mini chikeru ấy, là tạo cái thói quen viết nhật ký hàng ngày bằng cái cách là gì, ít nhất là viết ra những cái điều mà mình muốn viết, à gì, thay vì là mình viết ra những cái điều mà thay vì là muốn viết thì là sẽ là skunaku kakuto, tội là ít nhất thì cũng phải viết, đúng không? Nó không phải là mình sẽ viết ra những cái điều mà mình muốn viết, mà mình sẽ thay nó thành là skunaku kakuto, tội là ít nhất là cũng sẽ viết ra, viết cái gì cũng được, không không ít thì nhiều thì là cứ viết đã, đúng không? Itsumo mendo ni kanjiru mae ni kaku no yameta sou ra, đã từ bỏ cái việc là viết gì, và nghe nói là cái ông đấy nhá, vẫn là cái người đấy nhá, cái người đấy đã yameta, đúng không? Đã bỏ được cái việc là viết, đã ngừng cái việc viết trước khi mà cảm thấy rằng nó mendo. Tức là trước khi mà luôn ông ấy sẽ luôn luôn dừng cái việc viết trước khi mà cảm thấy rằng là nó mệt. Tiếp đến là gì đây? Là cái Ernesto Hemingway. Cái ông này ông Hemingway đúng không? Nani o kaku bai de mo koko kore to nita yona shinnen o motteita. Là đây chắc là Hemingway ấy, là cái ông nổi tiếng à. Đây này. Cái ông này này. Nhà văn. Cái ông đấy thì là cũng có một cái tâm niệm giống giống như vậy, na ná như vậy, kore to ni ta yo na, là cũng kiểu na ná như vậy. Trong cái trường hợp viết một cái gì đó, trong trường hợp viết bất kể cái gì thì ông ấy cũng có cái tâm niệm như thế. Ichiban ii hōhō wa umaku ikisou ninattara sugu yameru koto da to katatteiru. Là ông ấy đã nói rằng là cái phương pháp tốt nhất đó là bỏ ngay lập tức hay là dừng ngay lập tức nếu như mà nó đang không umaku ikisou ninattara. Từ từ, umaku ikisou ninattara. Ngay sau khi mà mình cảm thấy dễ dàng ấy, hoặc là mình đang cảm thấy rất là tốt ấy, đúng không? Có vẻ là đang rất là thuận lợi ấy, thì là mình sẽ ngay lập tức là mình dừng lại. Là gì nhỉ? À, trong cái cuốn gì của ông tôi nói gì khi nói về chạy bộ ấy, của cái tác giả gì đấy tự nhiên quên tên, cũng có một cái câu là gì nhỉ, ông ấy nói là có là ông ấy sẽ viết bằng cái cách là cứ mỗi một buổi sáng là ông ấy sẽ mực mươi tê ý cự, là ông ấy sẽ hướng đến cái bàn và ông ấy cầm cái bút lên để viết theo một cái thói quen ấy. Và mỗi khi mà ông ấy đang cảm thấy là cái mạch viết văn của ông ấy đang rất là xuôi, có là ông đang cảm thấy là ông ấy viết nó rất là tốt ấy, thì ông ấy dừng lại, ông không viết nữa. Tại vì tại sao ông ấy làm cái việc đấy? Vì để cho ông ấy không bị chán. Có là nếu như mà mình cứ theo đuổi nó, có là một cái mạch, tất nhiên là để đọc tiếp nhé, tại vì là chị nhớ là cái đợt đấy ông ấy nói rằng là mình không nên quá là đi đi theo cảm xúc ấy. Bởi vì là nếu như mình cứ đi theo cảm xúc thì là mình sẽ rất là mệt, và mình sẽ ngay lập tức là hôm nay mình viết đến 5 6 tiếng, hoặc là hôm nay mình tập thể dục đến tầm 1 2 tiếng, nhưng mà đến ngày mai là mình sẽ kiệt sức và mình sẽ không làm được tiếp ấy, kiểu vậy ấy. Nên là khi mà umaku ikiso ninattara thì sugu yameru koto, để đọc tiếp nhé xem có phải cái ý đấy không. Konoyona senraku umaku iku iwa moi totsu, có một cái lý do để khiến cho cái chiến lược này nó tốt này. Cái này là cái gì đây?
À, cái đoạn này là có một cái cách để mà tạo cái thói quen viết nhật ký ấy, đó là mỗi một ngày một dòng, thì là xem một cái trang web này nhá. Tiếp đến là gì, một cái trong những cái lý do để làm cho cái chiến lược này nó tốt đó là gì, bưng ra kizukitai anh identity o tsuyomeru tsuyomete kureru to iu koto da. Đó là vì một trong những cái lý do để khiến cho cái chiến lược này nó trở nên thuận lợi, đó là vì nó sẽ giúp cho mình củng cố cái identity mà mình muốn xây dựng này. Ví dụ như là chỉ cần 2 phút thôi, liên tục trong vòng 5 ngày đi tập gym thì atarashi identity ni hyo o tojiru koto ni naru, thì mình sẽ bỏ thêm một cái phiếu cho một cái identity mới. Anata mo shintai okitai tai to nayandari shinai, là bạn bạn sẽ làm sao bạn sẽ không nayande, là bạn sẽ không đau đầu đau khổ vì cái việc là, và bạn sẽ muốn luyện tập cái thân thể thêm nữa, đúng không? Ân độ kakasazu okunao type no hito ni naru koto ni chikara o sosoideru, là dồn tâm sức vào cái cô tô này này, vào cái người mà mình muốn thực hiện, vào cái kiểu người hay là cái mẫu hình, cái mẫu người mà sẽ thực hiện, tiến hành thực hiện mà gọi là không thiếu sự vận động, gọi là gì, là bỏ phiếu vào cái mẫu người là hành động ấy, vận động ấy, đúng không, luôn luôn vận động ấy, không thể thiếu sự vận động ấy. Naritai type no hito đã tốt so me suru tame no sai so no koro o totte iru, là gì, là có cái hành động tối thiểu để mà chứng minh rằng mình là cái người mà mình muốn trưởng thành. Henka ni tsuite konafu ni kangaeru koto wa kangaeru koto hazu koto wa metta ni nai daro, phải chăng rất là hiếm người nghĩ rằng đó là, phải chăng rất là hiếm người nghĩ về sự thay đổi kiểu như vậy. Ai cũng làm sao, bởi vì rằng là ai cũng ubao arete được, ai cũng đang bị xâm, ai cũng đang bị gọi là gì, xâm chiếm bởi cái suy nghĩ là cái mục tiêu cuối cùng. Demo ikai no udetate fuse wa undo shinai yori, thay vì là, nhưng mà thay vì là không vận động gì thì là chống đẩy một cái thì vẫn tốt hơn, phải không nào này. Cái việc chơi guitar 1 phút thì cũng hơn là không luyện tập gì này, đọc 1 phút cái cuốn sách thì cũng sẽ tốt hơn là không cầm tới cuốn sách này. Rồi nozonde de yori skoshi shikanai koto wa mattaku nani mo shinai yori sẽ tốt hơn là không làm gì, đúng không? Có việc là mình chỉ cần là có một chút cái hy vọng thôi thì cũng hơn là không có tí hy vọng gì, không làm gì. Arujiten de siêu càng ạ các lịch sử sẽ mà ni chỉ ở đây được dùng ni nát tara ni phần càng đưa được tổ siêu càng chức lý nó technique ok mi ca cứ mi awa sẽ tệ sai siêu mục, là nếu như mà mình có thể xác lập được cái thói quen và thể hiện nó tha hàng ngày, thì cái quy tắc 2 giây này nó sẽ kết hợp với cái technique cự là tạo thói quen, và nó sẽ nâng cao cái level của thói quen đấy, hướng tới cái mục tiêu cuối cùng. Là đầu tiên là mình phải calculate sự nó là thể hiện ra hàng ngày, dù là 1 phút hay 2 phút, đúng không? Nhưng mà cái quy tắc này nó sẽ giúp cho mình tạo, giúp cho mình kết hợp với cái kỹ thuật gọi là tạo thói quen đấy, và sẽ cuối cùng là sẽ nâng cao cái thói quen đấy của mình lên để hướng tới cái mục tiêu cuối cùng. Cái này là hướng tới mục tiêu cuối cùng. Mà dự và sai số ni phần càng tối ưu, lúc đầu chỉ là 2 phút thôi. Ichiban chiisana koro o master suru koto kara hajimeyo, hãy bắt đầu từ cái việc master cái hành động nhỏ nhất. Sore kara chiu kurai no step e susumo, sau đó là sẽ đến cái bước tiếp theo, đúng không? Đến cái bước gọi là giữa giữa, rồi cuối cùng thì là sẽ gì, tập trung vào cái 2 phút đầu. Rồi sono dankai o master, cái là gì, Nagara, cấu trúc của mình là Nagara đây này. Khi mà mình vừa tập trung vào 2 phút đầu, vừa master cái giai đoạn trước khi mà đến cái bước tiếp theo. Chữ ghi ế chữ được ở đây là chuyển tới cái bước tiếp theo ấy, đúng không? Thì trước khi khi mà mình tập trung vào 2 phút đầu và master đến cái bước gọi là tiếp theo ấy, thì là lặp đi lặp lại cái quy trình này, thì là cuối cùng thì Motomoto Minitsuita
mini chư kê tai tôm nó dồn đê siêu cắn ní tao đôi đi chư kê được của tôi đã đồ thì là phải chăng bạn sẽ bước được tới cái thói quen mà bạn đang mong đợi mà vốn dĩ là bạn đang muốn tạo cái thói quen đó. Sono toki demo siêu cắn sube kimono tsumari cô đô nó sai xuống ni phương cắn ní siêu chư sina kê đê bà này. Hay nói tóm lại bạn sẽ phải tập trung vào 2 phút đầu của hành động. Đúng không? Cái thứ mà bạn cần tập trung ấy, cái thứ mà bạn cần phải tập trung ở đây nó chính là 2 cái phút đầu ấy. Moto okina jinsei no mục cho dù là cái mục tiêu lớn lao đi chăng nữa thì hotong do subete ga ni phương cả no koro ni oki okikaeraredu là cho dù mục tiêu lớn lao đến mấy đi chăng nữa thì đều có thể thay thế bằng cái hành động 2 phút. Tất cả các cái mục tiêu thì đều có thể thay thế bằng hành động 2 phút. Kenko de Nagahiki style muốn sống lâu đúng không? Thì sẽ là cần phải luyện tập cơ thể đúng không? Thì sẽ cần phải vận động đúng không? Cần phải tôn thì sẽ thay thế bằng cái việc là mặc cái bộ quần áo tập. Đấy, thì là muốn sống lâu thì nó chỉ bắt đầu bằng cái việc rất là nhỏ là thay cái bộ quần áo tập thôi. Seo sena kết công se ka chữ okuri tài muốn sống cuộc sống hạnh phúc hôn nhân hạnh phúc thì phải 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 làm sao phải trở thành người vợ người chồng tốt thì cần phải làm gì mỗi ngày để trở nên cuộc sống của đối phương trở nên hạnh phúc thì đó là lên kế hoạch ăn hàng tuần. Wow, cái vụ này không được nha. Chồng chị nấu cơm cho chị nha, chứ chị không nấu cơm đâu. Tiếp. Siêu cả một kê được của tôi ní. Kuro stay iru nara đúng không? Nếu như mà bạn đang rất là kuro cho cái việc là duy trì thói quen thì hãy bắt đầu. Cái từ tori được ở đây là áp dụng nhá. Hãy thử áp dụng cái quy tắc, cái quy luật 2 giây này, 2 phút này. Cái từ tori được ở đây hôm trước nói rồi đúng không? Là áp dụng quy tắc, áp dụng thể chế, áp dụng chính sách để đều dùng cái từ toriere được này. Konosimpuru na hoho de anata no shiu kan wa yasashiku naru. Cái phương pháp đơn giản này sẽ dễ dàng khiến cho cái thói quen của trở nên dễ dàng hơn. Honso no matome. Cái thói quen thì kết thúc trong vòng vài giây thôi nhưng mà nhiều tiếng sau đó, nhiều phút sau đó, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái hành động của bạn trong vài tiếng sau đó và vài phút sau đó. Cái thói quen của bạn sẽ bị ảnh hưởng đúng không? Bởi cái hành động. Mặc dù thói quen sẽ kết thúc trong vòng vài giây nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới hành động trong vài giờ sau đó. Rất là nhiều thói quen thì là sẽ được biểu hiện arao eredu khi mà chọn lựa. Rất là nhiều các cái thói quen thì sẽ được thể hiện khi mà chọn lựa ở những cái khoảnh khắc quyết định, hay nói tóm lại nó chính là các cái sự chọn lựa ở những cái ngã rẽ đúng không? So state xe xăng tiki ma tạo và nó sẽ dẫn dắt bạn tới cái một ngày năng suất hay là một ngày không năng suất. Ni pung cẳng đưa được tổ á quy tắc 2 phút ấy nó chính là cái quy tắc mà khi mà bắt đầu thói quen mới thì là sẽ biến nó thành sẽ làm cái thói quen đấy trong khả năng có thể trong khả năng có thể thì sẽ làm nó trong vòng 2 phút. Process no càng biến các cái bước đầu của quy trình thành nghi thức thì sẽ càng dễ dàng để bước vào cái trạng thái tập trung hơn để mà thực hiện những cái việc lớn lao. Tiếp đến là gì? Trước khi mà tối ưu hóa thì hãy tiêu chuẩn hóa. Hãy à gì không thể nào cải thiện được cái thói quen mà không không tồn tại đúng không? Có nghĩa là gì? Là cái câu này hay này. Cái câu này là gì? Không thể nào cải tiến được thói quen nếu như mà nó không tồn tại. Có nghĩa là bây giờ mình không có cái thói quen, mình không có thói quen là chạy bộ chẳng hạn, đúng không? Thì bây giờ mình cứ muốn là có một cái thói quen chạy bộ đúng không? Mà bây giờ mình phải đầu tiên, bước đầu tiên là mình phải làm cho nó tồn tại đã. Đó là mình phải đi cái đôi giày vào trong chân đã, mình phải ít nhất là mình phải chạy 2 phút đã. Thì để cho cái thói quen này nó tồn tại đã. Sau khi mà tồn tại xong rồi thì mình mới cai gen được.
còn một phát mà mình làm sao mà chạy được 2 cây số, hoặc là mình có cái thói quen là chạy bộ mỗi ngày ấy, đúng không? Làm sao mà tự nhiên mà chạy bộ được mỗi ngày thì trước tiên là phải đi đeo dây giày rồi đi ra ngoài nhà đã, đúng không? Đi ra khỏi nhà nữa. Dừng ở đây nhá, để cho nó chương 14 vào buổi sau cho nó ngon nghẻ cành đào.